Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2018, thứ năm tuần thứ 10 thường niên. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia tâu cùng Acab rằng: "Xin bệ hạ lên ăn uống, vì tôi nghe có tiếng mưa to." Acab liền lên ăn uống. Phần Elia, ông trèo lên đỉnh núi Carmen, cúi mình xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Đoạn ông nói với người đầy tớ rằng: "Hãy lên đây nhìn về phía biển." Người đầy tớ leo lên, đưa mắt nhìn rồi thưa ông: "Không có gì hết." Elia lại nói với y: "Cứ xem lại 7 lần. Đến lần thứ 7 nó báo: Kìa, có đám mây nhỏ bằng vết chân người từ biển kéo lên." Elia liền bảo: "Hãy lên tàu với vua Acab, chuẩn bị xe xuống gấp kẻo mắc mưa." Đang lúc vua còn loay hoay thì bỗng trời tối om, mây bao phủ, gió thổi lên, trời đổ mưa như trút. Acab lên xe đi Jerahen. Tay Chúa phù hộ Elia, ông thắt lưng chạy trước Acab cho đến khi tới Jerahen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa đang ca tụng trên núi Sion. Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tươi dồi. Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước. Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì. Lạy Chúa, Chúa đáng ca tụng trên núi Sion. Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất. Ngài đã tưới dồi nước vào những luống cày. Và Ngài săn bằng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bơ thấm nước mưa. Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất. Lạy Chúa, Chúa đáng ca tụng trên núi Sion. Chúa đã ban cho năm hồng ân và lốt xe ngựa da của người khơi nguồn phong phú. Đồng đất hoang vu có nước chảy đầm đìa. Và các đồi núi bằng sim y hoan hỷ. Lạy Chúa, Chúa đang ca tụng trên núi Sion. Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Nếu ai yêu Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa. Quan tòa lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp. Luật yêu thương Chúa Giêsu dạy cần thực hiện cách cụ thể: sống hòa thuận và biết tha thứ. Ta cần phải sống yêu thương, tha thứ như lễ vật dâng Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của con hân hoan dâng cha tâm tình yêu mến cùng với anh em con. Hôm nay con không đến với cha một mình, nhưng con đến cùng với anh em khác. Lạy cha, trên đường đến với cha, con còn gặp biết bao trở ngại từ chính con. Con chưa hòa hợp được với anh em, con còn khó chịu với người bên cạnh. Nhưng cha muốn con nắm chặt tay bạn bè trong tình thương mến. Cha muốn con đi bước trước đến với người bất hòa với con, làm hòa với họ trước khi đến với cha. Lạy cha, con chiêm ngưỡng hy lễ tuyệt hảo của con cha trên thập giá, hy lễ của Chúa Giêsu. Trước khi hoàn tất hy lễ ấy, chung quanh thập giá đông vô kể những kẻ bất bình và thù oán. Họ đang hả hê vì đã giết được Ngài. Con một cha đã ngước mắt lên thưa với cha: Lạy cha, xin tha cho họ. Thật là cao cả. Chính Thiên Chúa đã làm hòa với người đang cướp mất mạng sống mình. Lạy cha, đây chính là lý do duy nhất thôi thúc con tha thứ cho anh em. Tha thứ không phải là nhát đảm nhưng là hành động anh hùng. Không phải là thua thiệt nhưng là nhận được nhiều hơn. Cùng với hy lễ thập giá của Chúa Giêsu, hôm nay con xin dâng cha không phải chỉ lời cầu nguyện, không phải chỉ tâm tình yêu mến, nhưng xin dâng lên cha lòng quảng đại tha thứ cho anh em. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Tôi biết chạy đến với ai? Sau khi phản bội Chúa bằng một cái hôn, Giuđa cảm thấy thất vọng đến độ không còn nghĩ rằng mình có thể được tha thứ nữa. Ông cầm 30 đồng bạc là giá của sự phản bội và đi vào đền thờ để trả lại cho các thượng tế và kỳ lão. Sau đó, ông ra ngoài lấy dây thắt cổ tự vẫn. Câu chuyện ấy đã được xen vào vở tường thương khó nổi tiếng của dân làng Oberammergau bên Đức, cứ 10 năm một lần, theo một lời thề hứa mà ông cha đã để lại từ mấy trăm năm qua, người dân làng diễn ra cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Vở kịch thu hút khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Người ta kể lại rằng, lần kia một em bé gái 7 tuổi ngồi cạnh mẹ để xem vở tuồng. Người đóng vai Giuđa trong cơn thất vọng não nề đã thốt lên: Tôi biết đi đến với ai bây giờ? Tôi đã phản bội thầy tôi. Thế là hết, tôi không biết phải chạy đến với ai nữa. Em bé ngồi bên cạnh mẹ cảm thông cho số phận của kẻ chìm đắm trong thất vọng. Em muốn tìm cách để cứu vớt con người khốn khổ ấy. Em bèn quay sang mẹ và nói lớn đến độ tất cả mọi khán thính giả có mặt trong hội trường đều nghe được: Má ơi! Sao ông ta không chạy đến với mẹ Maria? Chúa Giêsu cũng có một người mẹ như mọi người, và nhất là Ngài cũng trải qua một thời thơ ấu như mọi người. Kỷ niệm của những giây phút ngồi trên gối mẹ, những lần xà vào lòng mẹ, những lần méo máu khi lạc mắt mẹ, hay những lần vòi vĩnh mẹ, hẳn phải luôn đậm nét trong ký ức của Chúa Giêsu. Có lẽ chính kinh nghiệm của bản thân ấy đã trở thành bài học về hồn nhiên trong trắng, tin tưởng phó thác của tuổi thơ mà Chúa Giêsu luôn đề ra cho chúng ta khi Ngài nói: Nếu các ngươi không nên giống như trẻ nhỏ, các ngươi không được vào nước trời. Tuổi thơ thường gắn liền với mẹ, còn âm thanh nào bộc phát tự nhiên quen thuộc và êm dịu trên môi của trẻ thơ cho bằng tiếng mẹ. Khi vui, trẻ thơ kêu mẹ. Lúc đói, trẻ thơ cũng kêu mẹ.
Khi tỉnh thức, trẻ thơ cũng kêu mẹ. Lúc ngái ngủ, trẻ thơ cũng kêu mẹ. Mẹ là tất cả của trẻ thơ. Mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình của trẻ thơ để được vào nước trời. Hẳn Chúa Giêsu cũng muốn nhắn gửi chúng ta cho mẹ của Ngài. Trở nên trẻ thơ trong nước trời cũng có nghĩa là biết chạy đến với mẹ Ngài. Trở nên trẻ thơ trong nước trời cũng có nghĩa là mặc lấy tâm tình của chính mẹ Ngài. Bởi vì còn ai trong trắng tin tưởng phó thác cho bằng mẹ. Bài trích sách lẽ sống.